Nay mình sẽ giới thiệu các bạn là cách sửa quả pin trên mạch trên vỉ cảm biến với dụng cụ là rất đơn giản, một chiếc đèn cồn và một chiếc mỏ hàn tự chế. Đây mình sẽ lắp vào pin này cho các bạn xem. Vì hôm nay mình không đi làm thì nên không có đồ. Bật không lên. Mình sẽ sửa nó nhé. Cửa nó tự đóng tối. Con mở cửa. Ủa. Con mở cửa đi. Con mở cửa ra để bố làm nhanh nhanh. Ừ, mở cửa ra. Con ra chèn hòn gạch vào đi, không nó lại thui rồi. Đã xác định cực nào cực bị chết thì chúng ta chỉ cần lấy một chiếc banh hoặc lấy dây điện thì chúng ta chỉ cần lấy vào đây nhé. Này, cái này nó không cháy, đây chỉ cầm, và cái này cực dương cháy thì chúng ta phải đấu ạ. Hôm nào mình sẽ đo một bài cách sửa pin, nhưng mà mình không có máy đo, đúng không? Mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây các bạn, mình hàn này. Xong rồi, chúng ta sẽ lấy một dây điện này.